chiều ngày 24 tháng 11, ban thường vụ thành quỹ châu đốc tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân năm 2022. Phó bí thư thường trực thành quỹ châu đốc Cao Xuân Bá, Phó bí thư thành quỹ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố châu đốc Đinh Giang Bảo đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị quán triệt triển khai công dân 617 CV trên Tây U ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân năm 2022 công dân 374 CV trên Tây U ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng năm 2022. Theo đó, các cấp quỹ chi bộ, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiến hành kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân thời gian thực hiện từ nay đến 15 tháng 12 phó bí thư thường trực thành quỹ châu đốc cao xuân bá đề nghị các cấp quỹ tổ chức đảng đảng viên cần nắm vững bám chắc quy định, hướng dẫn của tỉnh quỹ, thành quỹ về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, việc đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, đúng quy trình, nguyên tắc quy định, gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và chế kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, đồng thời các cấp quỹ cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung đề ra những giải pháp hiệu quả khả thi đối với những hạn chế tồn tại kéo dài những lĩnh vực nhạy cảm phức tạp, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.